xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình, và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có cơ hội mình ngồi để mà bàn luận với mọi người về FIFA 24 lần nữa. Thì thời gian vừa qua đã có rất là nhiều mùa giải mới xuất hiện trong FIFA 24 rồi, rất là nhiều mùa giải, và bây giờ mình sẽ tổng hợp lại top 5 ST mạnh nhất nha, AI hay nhất ở phiên bản hiện tại mà FIFA 24 đang có. Và trước xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Và đứng thứ 5 trong danh sách này đó chính là huyền thoại siêu sao Linh Dương Đông Âu Andrei Shevchenko. Và Shevchenko hầu như ở các phiên bản trước đều đứng ở top 1 ST nè, top 2 ST nè, top 3 ST nè. Nhưng lần này anh chàng này bị đẩy xuống tới top 5 rồi. Thì Shevchenko một giải icon hoặc là Shevchenko một giải legendary number cũng là một trong những tiền đạo có khả năng chọn vị trí cũng rất là tốt, có khả năng đấm nhau, tốc độ cũng khá là ok. Nhưng mà càng về sau mình cảm giác như cái khả năng dứt điểm của Shevchenko đang có vấn đề nào đó, đôi khi trong những tình huống thì ít khi nào vào, nhưng mà không sao. Với Shevchenko thì đây là một trong những tiền đạo chạy chỗ hay nhất, tiền đạo chọn vị trí hay nhất, và là tiền đạo giết D cũng khá là chuẩn nha. Ở cấp độ 1 thế cầu 1, các bạn thấy là Shevchenko Legendary hay Shevchenko Icon đều có chỉ số xoáy tên trên 110 ha. Chọn vị trí có lực sút sút xa, tuy rằng sút xa cũng là Legendary number 7 hơi yếu, nhưng mà trong game vẫn sút xa được, tốc độ dứt điểm cũng tốt. Và nếu như mà Shevchenko Icon quá ngon, một bộ chỉ số ẩn, sút xoáy nè, sút xa nè, ma tốc độ đánh đầu mạnh, sút tạt ma ngoài và lại cả bóng bóng nữa, thì giúp cho Shevchenko có thể linh hoạt cơ động hơn trong những tình huống này, sút xa có thể giết D. Nhưng cái mà làm cho Shevchenko đẩy xuống vị trí 5 đó chính là những cầu thủ vị trí top 4 3 2 1 qua rất là hay hơn rất là nhiều so với những gì mà Shevchenko mang lại. Biết đâu được trong tương lai một Shevchenko phiên bản mới hơn sẽ xuất hiện thì sao đó. Và Shevchenko cũng sẽ có một cái điểm mà mình cực kỳ thích, đó chính là anh chàng này cao 1m83, 72kg thân trung bình. Thì anh chàng này có thể khắc phục được rất nhiều điểm yếu của các tiền đạo khác, đó chính là có chiều cao, có cân nặng, có lấn nhau được và có đánh đầu mạnh nha, có khả năng đánh đầu. Chỉ số đánh đầu thì ở mức đó chính là 111 ở cấp độ 1 thế công 1. Shevchenko Legendary number thì là 109 rồi. Đó, nhưng mà Shevchenko là một cầu thủ khá là tốt. Mình nghĩ là ở phiên bản hiện tại, nếu như mà các bạn sẽ bỏ ra số tiền lớn hơn để mua Robéo, bỏ ra số tiền lớn hơn để mua những con icon của mình chẳng hạn, thì cái mua Shevchenko vẫn hợp lý. Và đứng thứ tư trên danh sách này đó chính là một huyền thoại người Bồ Đào Nha, cầu Eusebio mùa giải Icon Moment. Thì mùa giải Icon Moment sắp tới thì sẽ có những sự thay đổi rồi, và rõ ràng huyền thoại Eusebio Icon Moment là một viên ST rất là đặc biệt nha. Cậu có khả năng chạy chỗ, cậu có khả năng chọn vị trí hay hơn nhiều so với phiên bản của chính mình ở mùa giải Icon. Ở mùa giải Icon các bạn rất khó để có thể đá Eusebio ở vị trí ST, bởi vì cậu ít khi nào cơ động trong những pha bóng lắm. Nhưng mà ở phiên bản của chính mình khi nâng cấp lên Icon mình thì đây là một phiên bản gọi là một sát thủ đích thực, có khả năng tốc độ nha, đua tốc độ cực kỳ tốt, có khả năng dứt điểm cực kỳ ngon, lực sút xa có, dứt đê sút xoáy đúng không, có luôn, có khả năng truyền ngắn nha, có khả năng truyền dài, tất cả những cái mà cậu có được ở phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình thì hầu như không có một điểm yếu khi mà nó là một tiền đạo luôn á. Chỉ soạn cũng chỉ có 4 thôi, tinh tế sút xa mà tốc độ lại kiến tạo, nhưng nhiêu đó là quá đủ, nhiêu đó là quá đủ để chứng minh rằng cậu Eusebio sẽ là một trong những ST trong tương lai, 1m75-76kg thêm trung bình, nhưng giúp cậu vẫn có thể đấm được nha. Bởi vì trong game các bạn thấy là cậu rất là đô người đúng không, đầm người, sẵn sàng đấm nhau với Kim Min-jae hay Van Dijk, những CB cao to khác mà không ngại bất kỳ ai. Và rồi cậu Eusebio cũng có điểm yếu, điểm yếu đó chính là đôi khi nha, cái AI của cậu sẽ không thể nào tự động chạy chỗ hết, và không thể nào chạy theo kiểu Ronaldo de Lima sẽ cô là tách hậu vệ ra bẻ hướng này bẻ hướng kia, mà thay vào đó là cậu chỉ chạy một hướng thôi. Nhưng mà đôi khi cậu lại không chạy, đôi khi cậu lại đứng yên, đôi khi cậu lại chờ banh, kiểu giống như là một CF, là một hộ công. Mặc dù là vị trí chính thức của mùa Icon mình đó chính là mùa giải này là ST, nhưng với Eusebio thì mình nghĩ rằng huyền thoại này vẫn có một cái điểm mạnh rất là mạnh luôn so với những tiền đạo khác ở phiên bản hiện tại, và đây là vị trí thích hợp nhất cho cậu Eusebio. Và đứng thứ ba trong danh sách này đó chính là huyền thoại Ronaldo de Lima. Rất là bất ngờ nha, bởi vì nếu như mà Ronaldo, các bạn thấy là từ những phiên bản đầu tiên của FIFA 24 tới những phiên bản gần đây nhất thì Ronaldo luôn luôn xếp vị trí số 1 luôn á, ít khi nào xuống vị trí số 2. Nhưng rồi ở phiên bản này Ronaldo phải xuống vị trí số 2, bởi vì có rất là nhiều ST hay hơn đã xuất hiện rồi. Và Ronaldo de Lima mùa giải Icon hay Ronaldo de Lima mùa giải Best Cup hay Legendary Number đều là những cầu thủ rất là sáng giá ha. Và Ronaldo de Lima là một trong những cầu thủ rất là đặc biệt, có khả năng chạy chỗ, tách hậu vệ ra, có khả năng chạy hướng trên, chạy hướng dưới, sút chân trái, sút chân phải, sút xa, sút gần, mọi thứ đều rất là hoàn hảo đối với Ronaldo de Lima ha. Tức là cái mà làm cho Ronaldo không phải xếp ở vị trí số 1 như các phiên bản trước, không phải là vì huyền thoại này xuống cấp hay là dở gì đâu, mà chính là vì những cầu thủ sau này hay hơn, cầu thủ sau này đặc biệt hơn, đẳng cấp hơn,
là phải nói rằng rất là gọi là mạnh mẽ hơn. Cái mà Ronaldo de Lima mình nghĩ là nhiều bạn sẽ cảm giác đúng cụ xuất xa hơi bị yếu ha, lại xuất xa hơi bị yếu nhưng mà không có đâu. Thực chất mình thấy Ronaldo de Lima xuất xa vẫn ngon à. Và cái mà còn nữa đó là bộ chỉ số ẩn nha, xuất xoáy tinh tế mà tốc độ là qua người. Cái nếu như mà bạn sử dụng mùi icon đó thì sẽ được thêm một cái chỉ số nữa, đó chính là chỉ số bấm bóng. Chỉ số này thực chất thì cũng không cần thiết lắm gì để biểu diễn trong một số trường hợp à, nhưng mà Ronaldo có mấy 83-78 kg thì trung bình. Và cái nữa là Ronaldo de Lima đôi khi đánh đầu không ngon. Nếu như bạn để ý không, đôi khi Ronaldo de Lima đánh đầu hay bị vô người thủ môn lắm, ít khi nào có sự chính xác cao. Cái mà hiện thoại này hay nhất đấy là những pha tạt bóng vào, các bạn đừng có đánh đầu, các bạn sút volley á dễ vô lắm đó, cho nên mình cũng thường canh vào cái điều đó. Và đó là một điểm mạnh thực chất là liên quan tới cái bộ chân á, thì chắc chắn Ronaldo xuất sắc. Và đứng thứ hai sách này đó là một cái tên hoàn toàn mới nha, Wayne Rooney, mùa giải Icon Moment. Tại các bạn thấy sao, Rooney Icon á thì có vị trí chính thức là vị trí sẽ thôi, nhưng mà Rooney Icon Moment là vị trí chính thức là ST. Và thực sự là vậy nè, ST của Rooney Icon Moment nó khác biệt nha, tốc độ tăng tốc có, lực sút dứt điểm cực kỳ mạnh luôn, sút xa cao, chọn vị trí phải nói là cực kỳ được ấn tượng hơn nhiều so với phiên bản của chính mình ở mùa giải Icon. Thì sút xoáy tầm 130 ở cấp độ 1 thế còn 1 rồi, đá phạt 130, các bạn thấy nó mới cấp độ 1 130 rồi. Và trong game á, Rooney có khả năng chạy chỗ cực kỳ ấn tượng, chạy chỗ giống như là Shevchenko chạy chỗ như Ronaldo de Lima vậy. Và trong vòng cấm Rooney hoàn toàn có năng tách hụt ra, cũng nếu như mà các bạn không muốn xuất trong vòng cấm á, các bạn xuất xa luôn. Rooney xuất xa mà đặc biệt là phiên bản này được nâng cấp thành 2/5 năm, cái mà mùa giải cần không có, thì mùa giải Icon của mình là một trong những tiền đạo hoàn hảo bậc nhất của game. 1m7 6 82 kg, tên to lớn người, đấm nhau không có một cái điểm yếu nào luôn này, mà tốc độ tầm 120 ở cấp độ 1 cái công hồ, thì phải nói là Rooney là một trong những cầu thủ tiền đạo khá là hoàn hảo. Chỉ số ẩn, bấm bóng, sút tạt má ngoài, sút xa, chuyền dài, sút xoáy, tranh cãi và cứng như thép, thì Rooney có thể đá vị trí CF, có thể đá vị trí CAM luôn, hoặc có thể ra cánh cũng được. Đây là một trong những cầu thủ rất là đa năng nha. Không những là hoàn hảo vị trí ST mà đá những vị trí tấn công khác cũng hoàn hảo luôn, không kém gì hết. Bởi vì các bạn thấy, để từ bộ chỉ số từ trên xuống dưới nè, đâu có chỉ số nào mà dưới 120 đâu, trừ cái chỉ số thủ thôi. Tất cả những số liên tấn công đều trên 120 hết. Thì đây là một trong những tiền đạo phải nói là hoàn hảo nhất của game. Cái điểm yếu nếu như các bạn tìm thấy thì có lẽ là chỉ số đánh đầu. Cái 1m76 lần Rooney đầu ngon đúng không, có. Nhưng mà Rooney đánh đầu vẫn ngon nha, đánh đầu vẫn chuẩn xác, đánh đầu vẫn dễ ghi bàn hơn Ronaldo de Lima. Bởi vì anh chàng đã có khả năng tách hậu vệ ra, tìm những khoảng trống để đứng bên và ghi bàn. Và đứng đầu trong sách này là một tiền đạo hoàn hảo bậc nhất của game, đã được hoàn thiện và cải thiện rất là nhiều luôn, Thierry Henry, mùa giải Icon Moment. Phải nói rằng đây là một trong những tiền đạo hoàn hảo bậc nhất của game, không thể nào có điểm yếu nữa rồi. Nào, tốc độ 130 hoàn cải thiện được cái mà Rooney đang còn thiếu đúng không, tốc độ nhanh nhất game nha. Và đây cũng là cầu thủ có chỉ số dứt điểm cũng gần như là một trong những cầu thủ có dứt điểm cao nhất game, 129 ở cấp độ 1 thế còn 1 chỉ số dứt điểm, tăng tốc 129, tốc độ 130, sút xa có, lực sút có, sút xoáy cũng 130, chọn vị trí trong 24 và phản ứng cũng được cải thiện, tăng lên tới 123 ở cấp độ 1.1 để giúp cho Henry cũng có những pha cơ động hơn. Nhưng cái mình thích nhất ở Henry đó chính là cái phiên bản này làm cho Henry trở nên hoàn hảo. Bởi vì phiên bản trước các bạn không thể nào điều khiển một tiền đạo chạy chỗ theo ý mình, cái phiên bản này các bạn điều khiển Henry chạy tới, điều khiển Henry chạy bên trái, chạy bên phải, cái này mới là cái làm cho Henry trở nên đặc biệt. Bởi vì khi có cái này rồi thì tất cả tiền đạo đều như nhau, tiền đạo nào cũng chạy chỗ như người nào mình có thể điều khiển mà. Thì các bạn phải điều khiển Henry chạy rồi núp trên chàng này đẩy banh đỡ bút mồm cái này thôi, chứ chạy hết xíu bách luôn, chạy rất là nhanh và sút xoáy tinh tế mà tốc độ kiến tạo, sút tạt má ngoài, bấm bóng lại qua người là những chỉ soạn nó được cực kỳ đẳng cấp của Thierry Henry, năm sao kỹ thuật đủ làm skill ha. 1m88-83 kỹ thuật nhỏ, và cái đặc biệt nhất nếu như thiếu cái này thì Henry sẽ không thể nào trở thành SC số 1 được, đó chính là 2/5 năm. Cái mà người ta luôn mong chờ huyền thoại này. Ở những phiên bản trước thì cái chân trái của Henry phải nói là cực kỳ yếu đúng không, cực kỳ không như mong đợi, nhưng phiên bản này thì khác. Cái chân trái của Henry 2/5 năm, sút xa cực kỳ cháy, căng như kẻ chỉ. Và cái nữa đó chính là Henry có khả năng chuyền ngắn, có khả năng chuyền dài, vẫn có thể phối hợp được với đồng đội của mình. Ở 1m88-83 kg thì vẫn có thể đánh đầu nha, chỉ số đánh đầu 110 thôi, nhưng mà có thể chọn vị trí cho anh em. Và đó là top 5 ST mạnh nhất game nha, AI hay nhất mà phiên bản hiện tại mang đến cho chúng ta. Và dĩ nhiên trong tương lai sẽ còn rất nhiều sự thay đổi khác, và mỗi sự thay đổi đó đều có những cầu thủ khác. Và các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận á, những tiền đạo nào mà các bạn nghĩ là họ là xuất sắc nhất ở phiên bản hiện tại, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.